Với cái lưới bi mà anh đang móc trong dây xích thứ hai vào con tóc trái của mình, như thế là hai con tóc đã đầy đủ hai cọng dây xích là có thể để gánh một cái gỗ bia thật là nặng như thế này, để cho chúng ta xem thật một chuyện lạ ở Việt Nam của chúng ta. Anh đang dùng nội lực để anh có thể là anh gồng lên, anh đưa cái vỏ thật là nặng này lên học hỏi mặt đất. Và một chuyện không phải là dễ làm như chúng ta tưởng tượng được. Chỉ bằng hai con mắt, và nếu mà chúng ta thấy đã nhắc hỏng lên, chính vị sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn cho quý vị. 1, 2, 3, một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, hai con mắt có thể là nhắc lên một chiếc một gỗ bia thật là nặng như thế này, không phải là giỡn chơi của quý vị. Xin chào, một tay thật lớn đó ạ.